ISO hiến pháp thực chất đưa quan hệ hai đảng hai nước không ngừng phát triển ổn định lành mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình ổn định và thịnh vượng chung của khu vực cũng như trên thế giới. Ngày hôm nay, Chính phủ Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi